Những đống củi cao quá đầu người, củi dựng quanh nhà. Đây là hình ảnh dễ thấy khi đến với các thôn bản của Tà Gia Khâu thời điểm này. Không chỉ dùng cho sinh hoạt gia đình mà nó còn giúp giữ ấm cho đàn gia súc trong mùa đông giá rét. Lạnh quá thì bò mình cũng không thả đi nữa, mình để nhà xong rồi mình đi các quả các thứ về cho nó ăn, xong đốt đi lửa sửa ấm cho nó. Mình xay xong rồi nấu giống như kiểu nó do lại nó mới ăn được nhiều ấy. Kiểu nó ăn được nhiều thì nó mới béo được thì bán mới nhiều giá ấy. Còn với anh Phu Xín Mìn ở thôn Xín Bao Trải, sau khi tham gia một số mô hình chăn nuôi ở địa phương bạn, vay được vốn từ ngân hàng chính sách, anh đã mạnh dạn quy hoạch lại chuồng trại để nuôi lợn nái giống bản địa, theo hình thức bán công nghiệp. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi, năm 2020 vừa qua, gia đình anh đã xuất chuồng được gần 100 đầu lợn giống. Trừ mọi chi phí, anh còn lãi trên 70 triệu đồng. Trên mình thì là rất là lạnh và kéo dài đến khoảng 2 đến 3 tháng. Đối với gia đình đã chủ động là dự trữ thức ăn, đặc biệt là ngô, lợn thì phải cho ăn nhiều để giữ cái sức khỏe. Khi mà lợn ăn nhiều rồi thì cái sức đề kháng cao hơn. Đặc biệt những cái đó thì mình còn thắt thêm ống là bóng sưởi xong đó là mình che bạc quanh chuồng trại, rửa chuồng trại sạch sẽ và tránh lúa gió kiểu luồng về trong chuồng. Vì vậy thì cái đàn lợn nhà mình thì nó sẽ phát triển tốt hơn trong cái mùa đông lạnh giá như này. Gia đình anh Dơ và anh Mìn chỉ là hai trong tổng số 55 hộ gia đình ở Tà Gia Khâu đã thoát được nghèo trong năm 2020 vừa qua. Bởi vậy, bên cạnh tạo điều kiện khuyến khích bà con, địa phương đã đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi cho nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục là phối hợp với các cái phòng ban chức năng của huyện, đặc biệt là trung tâm dịch vụ như phòng nông nghiệp để có những cái buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để chăn nuôi cái đại gia súc trên địa bàn, quyết tâm làm sao mà những hộ đã thoát nghèo này thì không trở lại tái nghèo, chứ sau đó mới phát triển thành cái mô hình trang trại đấy để các cái hộ khác học tập được cái kinh nghiệm thực hiện tại cái gia đình nhà mình để có cái bước về tăng trưởng kinh tế cũng như là thu nhập để tiến hành giảm nghèo và tiến hành giảm nghèo của năm tiếp theo. Nâng cao trình độ chăn nuôi trồng trọt cho bà con dân tộc thiểu số, thay đổi mới trong tư duy cách làm đang giúp Tà Gia Khâu cũng như nhiều địa phương khác của Mường Khương và Lào Cai giảm nghèo bền vững.